everyone, this is Miss Mia from IELTS Spider và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video All About IELTS Speaking. Ở hai video trước thì chúng ta đã tìm hiểu hai chủ đề trong IELTS Speaking Part 2, đó là về places và về people rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một chủ đề rất là common nữa trong Part 2, đó là về food and health, đồ ăn và sức khỏe nha. Alright, rồi về overview, tổng quan về chủ đề này thì mọi người hãy lưu ý nhé. Thì đây là khía cạnh rất là quan trọng trong đời sống và thu hút nhiều sự quan tâm. Và vì thế nên là rất là dễ có thể được hỏi trong IELTS Speaking Part 2 nha. Và đồng thời thì với cái bài, với chủ đề Food and Health này thì đề bài không phải là quá đa dạng. Nó sẽ khá là cụ thể mọi người nhé. Rồi, và chúng ta cần phải có sự hiểu biết và vốn từ nhất định để có thể tackle, có thể giải quyết được những cái đề bài liên quan đến Food and Health trong Part 2 nha. Và sau đây sẽ là một số những commonly asked questions, hay là một số những cái đề bài, câu hỏi tiêu biểu trong chủ đề này thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 2 nhé. Đó, ví dụ như sau này. So, describe a famous food in your hometown or country. Nghĩa là hãy miêu tả, hãy nói về một cái đồ ăn hay là một cái món ăn rất là phổ biến, rất là nổi tiếng ở đất nước bạn, đúng không nào? Hay là ở cái nơi mà ở quê hương của bạn. Ok? Describe a healthy lifestyle that you know. Đó, hãy nói về một cái lối sống lành mạnh mà bạn biết tới. Describe a person who has a healthy lifestyle. Hãy miêu tả, hãy nói về, hãy kể về một người mà có một lối sống lành mạnh, đúng không nào? Okay, so describe a piece of advice about health that you find useful. Hãy nói về một cái lời khuyên về sức khỏe mà bạn thấy là hữu ích. Describe a special meal you have had. Hãy nói về một bữa ăn đặc biệt mà bạn đã từng có. Describe a traditional dish from your country that you personally enjoy eating. Hãy miêu tả một món ăn, hay hãy nói về một món ăn truyền thống ở đất nước của bạn mà bạn rất là thích ăn. Okay? Thì cái đề bài này nó cũng gần tương đương với cái đề bài thứ nhất, đúng không nào? Describe a famous food in your country. Okay? Rồi, describe an experience when you tried a new food for the first time. Hãy nói về một cái trải nghiệm thử một món ăn nào đấy lần đầu tiên. Alright? Describe something good for your health. Hãy nói về một món ăn mà tốt cho sức khỏe này. Describe something you do to keep healthy. Hãy nói về một thói quen hay một thứ gì đấy bạn làm để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Talk about your favorite food or describe your favorite food. Hãy nói về đồ ăn yêu thích của bạn. Đó, thì mọi người có thể thấy là đối với chủ đề food and health thì chúng ta sẽ có rất là nhiều dạng đề bài này, có thể là miêu tả một món ăn này, hay là có thể miêu tả về một cái trải nghiệm nào đấy liên quan đến đồ ăn chẳng hạn, an experience when you try the new food này, hay là cũng có thể miêu tả hay nói về một người nào đấy mà liên quan đến sức khỏe và đồ ăn chẳng hạn, như là đây, describe a person who has a healthy lifestyle, hay là kể cả một số những cái đề bài nó mang tính cụ thể đặc thù nữa, ví dụ như là a piece of advice about health, đúng không nào? Một lời khuyên về sức khỏe. Đó, thì mọi người có thể tham khảo những đề bài này và luyện tập theo đó nhé. Alright, rồi bây giờ chúng ta sẽ move on tới phần materials. Đó là một số những chất liệu về vocabulary, từ vựng và cấu trúc mà chúng ta có thể tham khảo trong bài nói của mình liên quan đến chủ đề food and health nhé. Đối với exercise number 1 nha, thì nhiệm vụ chúng ta nhé. Complete the following sentences with the correct form of the given words or phrases. Đó, tức là ở trong bài này chúng ta sẽ có một cái box từ như sau, từ và các cụm từ như sau, và chúng ta cần phải điền những cái từ này ở dạng đúng của nó vào những ô trống chính xác từ 1 đến 5. Ok? Alright, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu thứ nhất trước nha. I believe something meals bring families together. Đó, tôi tin rằng những cái bữa ăn như thế nào đấy có thể giúp kết nối gia đình với nhau. Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có đáp án là gì mọi người nhỏ trong những cái từ ở trên cái box này? Exactly, so I believe home-cooked meals bring families together. Tôi tin rằng những cái bữa ăn mà được nấu tại nhà đó sẽ kết nối gia đình được với nhau. Đó, hay là kết nối các thành viên trong gia đình. Ok, home-cooked meals. Đó, những bữa ăn nấu tại nhà. Number 2, blood sugar levels go up as you something food. Đó, lượng đường trong máu thì sẽ tăng lên khi mà chúng ta như thế nào nhỉ? Exactly, when you digest food. Khi mà chúng ta tiêu hóa đồ ăn. Ok, blood sugar levels go up as you digest food. Digest là tiêu hóa nhá. Alright, number 3, the cookbook contains many simple yet highly something meals. Alright, so what is your answer for number 3? Perfect. The cookbook contains many simple yet highly nutritious meals. Nghĩa là cái cuốn sách nấu ăn này bao gồm rất là nhiều những công thức cho những bữa ăn mà nó rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ là bổ dưỡng.
Đó, simple yet highly nutritious. Okay? Alright, number four, when I something restaurants, I always prefer tables next to windows. Alright, so what is your answer? Perfect. So when I dine in restaurants, I always prefer tables next to windows. Nghĩa là khi mà tôi ăn tại nhà hàng, đó, tôi ra ngoài ăn tại nhà hàng á, thì tôi thường thích những cái bàn mà nó ở cạnh cửa sổ. Okay? Alright, number five, many something Japanese desserts are dairy based. Ok, rồi rất là nhiều những cái món ăn tráng miệng Nhật Bản có base hay là có cái cốt là có cái cốt lõi là từ những cái sản phẩm từ sữa như là phô mai này hay là sữa bò vân vân. Ok, so what is your answer for number 5? Exactly, so many mouth-watering Japanese desserts are dairy-based. Rất là nhiều những cái món tráng miệng Nhật Bản mà cực kỳ là ngon miệng. Đó, mouth-watering là rất là ngon miệng mọi người nhé. Ok, number 6, tiếp theo nhé, bây giờ chúng ta sẽ còn 5 chỗ trống nữa để điền các cái từ ở trong box này này. Number 6, my brother eats candy bars every day because he something. Rồi, em trai tôi hay là anh trai tôi ăn kẹo hàng ngày bởi vì anh ấy hay là em ấy như thế nào nhỉ? Exactly, because he has a sweet tooth, nghĩa là một người rất là thích đồ ngọt. Đó, my brother eats candy bars every day because he has a sweet tooth. Number 7, I've never been a something. I can eat literally everything. All right, so what is the answer? Exactly, I've never been a fussy eater. I can eat literally everything. Thì câu này có nghĩa là tôi chưa bao giờ là một người kén ăn. Đó, a fussy eater, okay? Hay là một người khó tính trong chuyện ăn uống. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. Đó, gần như là bất cứ thứ gì. All right, number 8, something from the digested food can be absorbed into the blood. Okay, so what can be absorbed? Perfect. Nutrients from the digested food can be absorbed into the blood. Nghĩa là những chất dinh dưỡng từ những cái đồ ăn mà được tiêu hóa rồi ấy, thì sẽ được hấp thụ vào bên trong máu. Alright. Number 9, how many times do you something per week on average? I don't often see you cook for yourself. Alright, so what is your answer for number 9? Exactly. How many times do you dine out per week on average? I don't see you cook for yourself that often. Okay? Nghĩa là bạn ăn ở ngoài hàng. Đó, dine out là ăn ở ngoài hàng nhá. Bao nhiêu lần một tuần? Bởi vì tôi không thấy bạn tự nấu nhiều cho lắm. Okay? And number 10, it's an old maxim, but it's true to a great extent. Something. Alright, so of course number 10 is you are what you eat, okay? You are what you eat nghĩa là một cái cụm để nói là bạn ăn thứ gì thì cái cơ thể của bạn nó sẽ biểu hiện ra cái thứ đó. Ví dụ như là chúng ta ăn nhiều rau, vegetables này thì chúng ta sẽ khỏe mạnh chẳng hạn, tươi tắn khỏe mạnh, đúng không nào? You are what you eat. Rồi, và đấy là một số những cái từ vựng mà chúng ta có thể áp dụng trong những bài nói liên quan đến chủ đề food and health nhé. Thì ở đây Miss Mia đã tổng hợp lại cho các bạn này. Ok, first, calorie intake nghĩa là lượng calo nạp vào cơ thể, okay? Calorie intake. Alright, second, digest. Digest là tiêu hóa. Dine in. Dine in là ăn tại chỗ. Tuy nhiên là ăn tại chỗ ở nhà hàng mọi người nhé. Dine in là ăn tại chỗ này. Dine out nghĩa là ăn ở ngoài. Đó, đi ra ngoài để ăn. Dine out. Fussy eater là người kén ăn. Fussy eater, okay? To have a sweet tooth nghĩa là người hảo ngọt. Đó, have a sweet tooth, hảo ngọt. Alright. Home-cooked. Home-cooked nghĩa là nấu tại nhà này. Immune system. Immune system là hệ miễn dịch. Alright. Mouth-watering. Mouth-watering nghĩa là rất là thơm ngon này. Nutrient. Nutrient là chất dinh dưỡng. Nutritious. Nutritious là bổ dưỡng. Nutritious. You are what you eat. You are what you eat nghĩa là bạn là hiện thân của những gì bạn ăn. Now let's move on to useful expressions. Rồi, và ngoài những từ vựng đó thì chúng ta có thể tham khảo một số những cấu trúc sau để có thể ứng dụng trong bài nói của mình nhé. Đầu tiên, khi mà chúng ta muốn nói là chúng ta rất rất là thích cái gì thì mọi người có thể sử dụng cái expression này, đó là I'm partial to, okay? I'm partial to vegan food chẳng hạn. Tức là tôi rất là thích những đồ ăn chay. Đó, I'm partial to something, alright? Something be renowned or well known for something. Nghĩa là cái gì đấy rất là được phổ biến hay là được biết tới rất là rộng rãi bởi. Okay? Renowned or well known. To describe something, it is. Để mà có thể miêu tả một thứ gì đấy thì nó như thế nào đó.
And to be usually served in something, nó thường được serve hay nó thường được ăn với thứ gì đấy hay là thường được ăn trong một cái bối cảnh nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ứng dụng những cái từ vựng và cấu trúc vừa học trong một cái bài mẫu để có thể figure out được cái speaking strategy, cái chiến lược lên dàn ý và chiến lược lên một cái bài nói hoàn chỉnh cho chủ đề Food and Health trong IELTS Speaking Part 2 như thế nào nhé. Rồi, đề bài mẫu của Miss Mia ở đây đó chính là Describe your favorite food or talk about your favorite food. Rất là đơn giản thôi, hãy nói về một cái đồ ăn hay một món ăn mà bạn yêu thích. Đó, và một lưu ý nhỏ cho các bạn nhé. Thì chúng ta đối với chủ đề này thì mọi người nên chuẩn bị một cái bài nói hoàn chỉnh, có đầy đủ các ý tưởng về một cái đồ ăn nào đấy mà có thể là nó mang tính Việt Nam chẳng hạn. Bởi vì khi mà chúng ta có được cái ý tưởng cho cái đề bài như vậy rồi thì chúng ta có thể ứng dụng vào rất rất là nhiều các đề bài khác, như là describe a traditional dish in your country chẳng hạn. Hãy nói về một món ăn truyền thống ở đất nước của bạn này. Đó, vậy thì từ một bài nói chúng ta có thể customize được lại cho rất là nhiều các đề bài khác cùng cái trường chủ đề là đồ ăn và sức khỏe mọi người nha. Alright, rồi, thì đó, đây là đề bài nhá. Describe your favorite food. Và một số những cái câu hỏi gợi ý đó chính là you should say what the food is. Cái đồ ăn đó là gì hay món ăn đó là gì này. What it is made of. Nó được làm từ gì. Đó, các nguyên liệu là gì này. How it tastes. Ăn nó như thế nào. Đó, and explain why it is your favorite food. Và tất nhiên là giải thích vì sao bạn lại thích nó. Alright, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bài nói mẫu như sau nhé. Rồi, câu hỏi của Miss Mia ở đây đó là ở đây Mia có cái đoạn đầu tiên trong bài nói mẫu này, trong cái sample answer này. Và mọi người hãy trả lời giúp Miss Mia là cái thông tin thứ nhất ở đây, cái thông tin được underline ở đây, nó trả lời cho câu hỏi nào trong 4 câu hỏi ở trong tờ đề bài. Ok, so what questions do the underlined parts answer? Alright, let's see. So, to describe my favorite food, I am perhaps partial to my home-baked chocolate truffle cake. Alright, rồi vậy thì cái my home-baked truffle cake này thì nó đã trả lời câu hỏi nào trong 4 câu hỏi ở đây mọi người nhỉ? Exactly, là what the food is, ok? Đó là món ăn gì? Cụ thể đấy là cái món bánh sô-cô-la truffle mà bạn ấy tự làm đúng không nào? My home-baked chocolate truffle cake, ok? And that is what the food is. Alright, rồi tiếp nha. To be honest, I've always had a knack for cooking and baking, and this cake comes as the first choice for all special occasions in our family, including my sister's birthday last week. Bạn ấy tiếp tục mở rộng ra một số những cái thông tin nền về cái món ăn này, đó chính là thành thật mà nói thì tôi luôn luôn thích nấu ăn và nướng bánh. Đó, I've always had a knack for cooking and baking. Have a knack for something nghĩa là thích và làm giỏi, làm tốt một cái thứ gì đấy. Cụ thể là cooking and baking đúng không nào? Và cái món cake này và cái bánh kem này, cái loại bánh này luôn luôn là cái lựa chọn đầu tiên trong những cái dịp đặc biệt ở trong gia đình bạn này. Ví dụ như là sinh nhật của chị gái hay là em gái của bạn ấy vào tuần trước chẳng hạn. I can still remember the first time I came across a tutorial video on YouTube about how to make chocolate truffle cake. And I found the recipe actually very simple. Rồi, ở đây là bước tới phần storytelling rồi đây, là phần kể chuyện liên quan đến cái món chocolate truffle cake đó, đúng không nào? Bạn ấy đã nói là bạn ấy vẫn nhớ cái lần đầu tiên mà bạn ấy xem được một cái video hướng dẫn cách làm cái bánh chocolate truffle cake này và bạn ấy thấy là nó rất là đơn giản, đúng không nào? Rồi, tiếp nha, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem là cái thông tin được gạch chân thứ 2 và thứ 3 nó sẽ trả lời cho câu hỏi nào nhá. Alright, so, the main ingredients only consisted of milk, butter and chocolate, and of course there were other baking ingredients as well, like flour, sugar, baking soda and salt. All right, so which question does this information answer? Exactly, what it is made of, đúng không nào? Thì cái phần thông tin này đang trả lời cho câu hỏi thứ hai, đấy là nó được làm từ gì, các cái nguyên liệu để làm ra được cái món bánh này là gì, đúng không nào? Cụ thể là những nguyên liệu như là sữa này, bơ này, sô cô la này và một số những cái nguyên liệu đặc thù của làm bánh khác như là bột này, đường này, baking soda này và muối, đúng không nào? Alright. Plus the
Plus, the required techniques for this dish were all basic, not anything out of the world. Therefore, it only took me a few attempts before I reached an acceptable result. Nghĩa là sao? Và ngoài ra thì những cái kỹ năng mà cần để làm được cái món bánh này nó khá là đơn giản, rất là basic thôi. Đó, không có cái gì là quá khó cả. Nothing out of the world, okay? Và vì thế nên là bạn ấy chỉ cần tốn vài lần thử để có thể tạo ra được một cái kết quả mà nó chấp nhận được hay một cái kết quả tốt. Okay. What took me aback the most was that despite being an easy to make cake, it came out to be a wonderful mouth-watering dessert with a delicate bittersweet taste of the chocolate. And I enjoy such a right balance, not too sweet and not too bitter. I'm glad that my family loved it as well because we all have a sweet tooth. All right, so which question does the underlined part answer out of these four questions? Exactly, how it tastes, right? Vậy thì cái mẫu thông tin thứ tư này đang trả lời cho câu hỏi how it tastes, nghĩa là nó ăn cái vị của nó như thế nào, đúng không nào? Cụ thể đó là what took me aback the most nhá, đấy là cái điều mà làm bạn ấy ngạc nhiên nhất. Đó chính là mặc dù đây là một cái món rất là dễ làm, tuy nhiên là cái kết quả nó cực kỳ là ngon miệng. Đó, wonderful mouth-watering dessert này. Với cái vị, đó chính là nó rất là, nó vừa hơi đắng, nó vừa hơi ngọt, nhưng mà rất là tinh tế, đúng không nào? A delicate bittersweet taste, cái vị đặc trưng của sô-cô-la này. Và bạn ấy rất là thích cái vị mà nó rất là cân bằng, a right balance, đúng không nào? Không quá ngọt mà cũng không quá đắng. Đó, thì đây là cái miêu tả về cái vị, how it tastes, đúng không nào? Alright, rồi và bạn ấy cũng nói là tôi rất là vui vì gia đình tôi cũng thích nó, bởi vì chúng tôi đều là những cái người hảo ngọt. Besides the lovely taste, the other reason why I cherish this cake to these days is that it represents my true self, okay? It comes from an old maxim, but it's true, to a great extent, that you are what you eat. I want to be considered a sweet and nice person, just like my cake. Moreover, I believe this home-cooked food brings my family together. Alright, rồi và chắc chắn là hai cái mẫu thông tin thứ 5 và thứ 6 này trả lời cho phần cuối cùng, đó chính là why it is your favorite food, đúng không nào? Vì sao đấy là món yêu thích của bạn này. Đó, và cụ thể những cái lý do bạn đưa ra, thứ nhất đó là ngoài cái lovely taste, ngoài cái vị rất là ngon của nó ra, thì đây là một cái món ăn mà represents her true self, nghĩa là có thể thể hiện được cái bản chất hay cái tính cách của bạn ấy. Đó, qua cái việc làm cái món ăn này. Đó, represents my true self. Đấy là cái thứ nhất này. Và đồng thời này, bạn ấy cũng cảm thấy là cái món ăn này giúp bạn ấy bộc lộ là một người rất là sweet and nice, một người rất là ngọt ngào và rất là tử tế. Đó. Và thêm nữa, một cái lý do nữa đó chính là đây là một cái món ăn home cooked, một món ăn làm tại nhà mà giúp kết nối các thành viên trong gia đình của bạn ấy. Đó, brings my family together. Alright, so those are the reasons why it is her favorite food. Ok, rồi, và mọi người có thể thấy là cái bài, toàn bộ cái sample answer này đã trả lời toàn bộ các câu hỏi ở trong cue card, trong tờ đề bài của chúng ta rồi, đúng không nào? Và từ đó chúng ta sẽ có một cái bài hoàn chỉnh như thế này. Ok, và đối với các bài hoàn chỉnh này nhá, thì mọi người cũng có thể thấy là nó đã được cấu trúc theo cái structure ISO mà chúng ta đã được học ở hai video trước. Thứ nhất là phần introduction, phần mở đầu, đó chính là cái đoạn đầu tiên này. Đó, to describe my favorite food này, cho đến my sister's birthday last week, nghĩa là giới thiệu những cái thông tin nền về món ăn này. Tiếp theo phần story, phần câu chuyện thì đã có hai cái đoạn này, đúng không nào? Đó, câu chuyện thứ nhất là cái cách mà bạn ấy biết tới được cái món ăn này, học cách làm cái món ăn này như thế nào. Đó, a tutorial on YouTube, right? Đó, thì đấy là câu chuyện thứ nhất, là cái câu chuyện học cách làm cái món truffle cake này như thế nào. Và phần tiếp theo đó chính là story hay là storytelling, đúng không nào? Nghĩa là cái phần câu chuyện liên quan đến cái món ăn này. Đó, và cụ thể có hai đoạn chính cho phần câu chuyện này như sau. Đoạn thứ nhất là bạn ấy kể về việc là bạn ấy đã học làm cái món bánh nó như thế nào. Đó, through a tutorial video on YouTube, right? Và cái cách mà bạn ấy nghĩ là nó dễ đến như thế nào. Đó, và ngoài ra bạn ấy cũng đã lồng ghép những cái thông tin miêu tả về cái món ăn này, như là ingredients này, những nguyên liệu chính của món ăn này, rồi taste, đó, cái vị của món ăn này như thế nào. Và chắc chắn phần cuối cùng thì sẽ là phần opinion, phần ý kiến cá nhân hay là cảm nhận cá nhân của bạn ấy về cái món ăn này, cũng như là cảm nhận cá nhân của bạn ấy về ý nghĩa của cái món ăn này như thế nào. Đó, represents my true self này, rồi brings my family together. Alright, thì đó, mọi người có thể tham khảo cái cấu trúc này, cũng như là một số những cái từ vựng mà bạn thí sinh này đã sử dụng trong bài nói mẫu này nhá.
Đó, vậy thì đây là một cái sample answer theo cấu trúc là introduction, story, opinion, ISO để mọi người có thể tham khảo để lên dàn ý cho chính bài nói của mình trong IELTS Speaking Part 2 với chủ đề này nhá. Ok, rồi mọi người có thể nhìn thấy lại là đối với cái đề bài này nhá thì nó cũng sẽ có những câu hỏi tương ứng với từng phần chính của chúng ta như vừa rồi. Đó, ví dụ như phần what the food is đó thì sẽ là phần introduction đúng không nào? Đấy là món ăn gì? Những cái thông tin nền về món ăn đó như thế nào? Thì là introduction, phần mở đầu nhá. Tiếp theo hai cái phần là what it is made of này, rồi how it tastes này. Đó, nguyên liệu này, rồi cái vị của nó như thế nào? Thì chúng ta có thể lồng ghép nó vào trong phần storytelling, phần kể chuyện đúng không nào? Những trải nghiệm cá nhân của mình với món ăn này. Và cuối cùng explain why it is your favorite food thì chắc chắn là phần opinion rồi đúng không nào? Alright, đó. ISO, introduction, story and opinion. Đó, vậy thì mọi người hãy rất là lưu ý cấu trúc là ISO, introduction, story, opinion của chúng ta nhé. Vì cái dàn ý, cái cách lên dàn ý ISO này có thể ứng dụng cho tất cả các đề bài trong IELTS Speaking Part 2. Alright, đó, vậy thì tóm gọn lại nhé. Introduction thì sẽ nêu ra trực tiếp giới thiệu món ăn hay là một thói quen gì đấy liên quan đến sức khỏe. Ok. Và đồng thời là đưa ra một số những cái thông tin cơ bản về cái đối tượng mà chúng ta đang miêu tả. Tiếp theo, đối với phần story, kể chuyện này thì chúng ta sẽ miêu tả chi tiết về một món ăn hay một thói quen sức khỏe nào đấy. Đó, ví dụ như là hương vị này, cách chế biến hay là cách thực hiện. Alright. Và trong phần story này thì chúng ta nên lồng ghép những trải nghiệm cá nhân vào để có một cái bài nói mà nó dễ nói, dễ triển khai nhất. Rồi, đồng thời và chúng ta hãy nói theo những cái trình tự mà chúng ta thấy là logic nhất cho tùy từng đề bài. Ok. Và phần opinion thì mọi người sẽ chỉ cần nêu cảm nhận và đánh giá hay là bài học của mình đối với cái món ăn hay là một cái thói quen mà chúng ta đang kể về. Alright, đó thì mọi người hãy lưu ý cái cấu trúc strategy, chiến lược để tackle được, giải quyết được những cái đề về food and health trong part 2 nha. Alright, rồi bây giờ chúng ta sẽ move on tới phần practice. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng check up tất cả những cái knowledge vừa rồi mà chúng ta đã vừa học liên quan đến part 2 chủ đề food and health nhá. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta đó là listen to the following answers and choose the correct questions. Bây giờ mọi người sẽ nghe cái câu trả lời mẫu này và xác định xem là với câu trả lời mẫu đó thì câu hỏi nào nó sẽ là hợp lý nhất. Đó, mọi người sẽ xác định xem là cái bạn thí sinh đã nói trong cái phần audio đó đã trả lời cho câu hỏi nào A, B or C, ok? Alright, so let's listen. I go to the gym twice a week. I don't really enjoy it, to be honest, but it's an easy way to keep fit. I mainly do cardiovascular exercises rather than muscle building. Alright, rồi mọi người đã tìm ra được đáp án chưa nhở? Rồi bây giờ chúng ta cùng xem câu trả lời lại một lần nữa nhá. I go to the gym twice a week. I don't really enjoy it, to be honest, but it's an easy way to keep fit. I mainly do cardiovascular exercises rather than muscle building. Rồi, đây là một cái thói quen về việc tập luyện để giữ gìn sức khỏe hay là giữ dáng đúng không nào? Vậy thì chắc chắn là câu hỏi của chúng ta ở đây đó là what do you do to keep fit? Alright, bạn làm gì để giữ dáng? Đó, và cụ thể câu trả lời đó là go to the gym twice a week. Và đây là một số những cách mà bạn ý cách thức mà các bạn ý tập luyện ở gym đúng không nào? Alright, number two. Yeah, let's listen. The best way to keep fit is to do exercise that raises your heart rate. The heart is a muscle and has to be worked like any other muscle. So golf, in my opinion, is not the best form of exercise. Something like jogging or swimming or surfing is much more beneficial. Rồi, vậy thì đáp án của chúng ta cho câu hỏi thứ hai là gì thì chúng ta cùng xem nhé. So, the best way to keep fit is to do exercise that raises your heart rate. The heart is a muscle and has to be worked like any other muscle. So golf, in my opinion, is not the best form of exercise. Something like jogging or swimming or surfing is much more beneficial. Alright, câu trả lời này có nghĩa là cái cách tốt nhất để có thể giữ dáng đó chính là tập những cái bài tập mà làm tăng nhịp tim của mình. Đó, raises your heart rate. Đó, và sau đấy thì bạn ấy giải thích lý do vì sao lại như thế. The heart is like a muscle, okay? So, vì thế nên là chơi golf đó, cái bộ môn golf ấy, theo ý kiến của bạn này thì không phải là cái cách tốt nhất để tập thể dục. Và một số những cái loại hình khác như là chạy bộ này, bơi lội hay là lướt sóng thì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nhiều. Đó. Alright, so what is the question? A, B or C? Perfect. B, right? What are the best ways to keep fit? Những cái cách tốt nhất để giữ dáng là gì?
All right, great job, everyone. Now let's move on to number three. Let's listen. Parents should set a good example, but I strongly believe that schools have a crucial role to play. Not only can they offer a wide range of sports for children to play, they can teach them about eating a balanced diet and the negative effects of eating junk food and not exercising. If children don't hear all this from home, they have to hear it from somewhere. And I would argue that it's the school's responsibility. Once they get a taste for playing sports, they will love the sense of achievement it can give you and the feeling of camaraderie with your teammates. And then, hopefully, they won't ever want to stop playing sports. Ok, đó bây giờ chúng ta cùng xem câu hỏi là gì nhá. Câu trả lời của chúng ta ở đây. Đó, parents should set a good example, but I strongly believe that schools have a crucial role to play. Not only can they offer a wide range of sports for children to play, they can teach them about eating a balanced diet and the negative effects of eating junk food and not exercising. If children don't hear all this from home, they have to hear it from somewhere, and I would argue that it's the school's responsibility. Once they get a taste for playing sports, they will love the sense of achievement it can give you and the feeling of camaraderie with your teammates. And then hopefully they won't ever want to stop playing sports. Alright, vậy thì chúng ta có thể thấy là nội dung chính của câu trả lời này đó là những cái cách mà trẻ em có thể học một cái lối sống lành mạnh, đúng không nào? Ví dụ như là eating healthy này. Đó, hay là playing sports vân vân, từ đâu? Đó, từ cha mẹ hay là từ trường học. Ok, và với câu trả lời này thì người nói đang thiên về việc là trường học sẽ có nhiều những cái ảnh hưởng hơn tới trẻ em để có thể dạy trẻ em được một cái lối sống lành mạnh, đúng không nào? Alright, so what is the question here? Exactly, so how can we encourage young people to stay healthy? Nghĩa là chúng ta có thể làm những cách như thế nào để có thể khuyến khích người trẻ hay là trẻ em sống một cách lành mạnh? Đó, và như Miss Mia giải thích cái main idea của câu trả lời này thì ở đây theo ý kiến của người nói nhá, thì người ta, thì bạn này, bạn ý tin, strongly believe rằng trường là cái nơi rất là quan trọng để người trẻ có thể học được một cái cách sống lành mạnh. Đó, cụ thể như thế nào? Ở trường học này thì có, trường học có thể dạy người trẻ hay là dạy trẻ em về một cái chế độ ăn lành mạnh, eating a balanced diet, hay là một chế độ ăn cân bằng này. Đồng thời này cũng sẽ có rất là nhiều những thể loại hay là loại hình thể thao để cho trẻ em chơi. Đó, offer a wide range of sports for children to play. Đó, rồi tiếp theo bạn ấy nói là nếu như mà trẻ em không được học về cái lối sống lành mạnh tại nhà thì trẻ em cần phải được học về nó tại trường. Đó, và trường học là cái nơi mà có trách nhiệm rất là lớn trong cái việc này. Đó, it's the school's responsibility. Ok. Rồi ở tại trường thì trẻ em hay là người trẻ có thể được chơi thể thao trong các đội chẳng hạn, with your teammates, và vì thế nên là rất là dễ là trẻ em có thể yêu thích chơi thể thao hơn từ trường học. Ok, và từ đấy sẽ có một lối sống lành mạnh hơn. Yeah, great job everyone. Rồi, mọi người hoàn toàn có thể tham khảo những cái ý tưởng trong 3 câu vừa rồi để ứng dụng cho những câu trả lời của mình hay những bài nói của mình trong IELTS Speaking Part 2 hay kể cả IELTS Speaking Part 3 liên quan đến food and health, đồ ăn và sức khỏe nhá. Rồi, chúng ta sẽ cần phải hoàn thành cái bài nói mẫu này bằng cách điền vào chỗ trống những cái từ đúng. Đó, number 1 nhá, thì sẽ có 3 đáp án như thế này. Alright, so I do some things to ensure that I stay healthy. However, I think the most important of them is something. I totally agree with the old saying, you are what you eat. So I avoid putting something into my body. This means that I don't consume oily fried foods or sugary drinks and snacks. Alright, etc. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem đáp án thứ nhất là gì nhá. Bạn này, theo như lời bạn ý thì bạn ấy làm rất là nhiều thứ để make sure, để chắc chắn rằng mình luôn luôn khỏe mạnh. Và cái điều quan trọng nhất theo ý kiến của bạn ấy là gì mọi người nhở? Eating less, eating healthy hay là exercising? Đó, mọi người thử skim qua cái đoạn này xem là cái ý tưởng chính của bạn này là A, B hay là C nhá. So what is your answer? Exactly, eating healthy, đúng không nào? The most important of them is eating healthy. Cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là ăn uống lành mạnh, đúng không nào? Chứ không hẳn là ăn ít hơn, cũng không hẳn là exercising, tập thể dục, mọi người nhá. Mà cái ý tưởng quan trọng nhất của bạn ý đó chính là eating healthy. Lý do vì sao chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm ở những cái phần sau nhá. So, I totally agree with the old saying, you are what you eat. Tôi rất là đồng ý với cái việc nói là bạn là hiện thân của những gì mà bạn ăn. Đó. So I avoid putting something into my body.
Rồi, vì thế nên là bạn ý tránh ăn những cái đồ ăn như thế nào. Mọi người chọn nhá, A, B hay là C nhỉ? Exactly, processed foods. Rồi, ở đây có nghĩa là bạn ý tránh ăn những cái đồ ăn mà qua chế biến quá là nhiều rồi. Đó, processed foods nhá. Thì chúng ta hãy lưu ý là những cái đồ ăn đóng hộp như là pate này, rồi bim bim vân vân, những cái đồ ăn mà không tốt cho sức khỏe mà được đóng hộp, đóng gói á, thì đấy là processed foods nhá. Tiếp này. So, this means that I don't consume oily fried foods or sugary drinks and snacks. Đó, thì cái điều này có nghĩa là tôi không ăn những cái đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ này, hay là những đồ uống nhiều đường này, hay là những cái đồ ăn vặt đóng gói. Đó, snacks, okay? Alright, next, something. I drink a lot of organic smoothies and eat balanced meals consisting primarily of whole grains and green vegetables. Moreover, I never forget to take my 3 daily vitamin supplements. Okay? Rồi, ở đây thì bạn ấy đã nói đến cái thói quen ăn uống của bạn ấy. Đó, nếu như mà không consume processed foods thì bạn ấy ăn những cái đồ ăn như thế nào? Alright, so what is the answer for number 3? Exactly. Instead, I drink a lot of organic smoothies and eat balanced meals. Đó, nếu như mà không ăn những cái đồ ăn processed foods đó, thì thay vào đó, thì tôi uống rất là nhiều những loại smoothie hữu cơ này và ăn những bữa ăn cân bằng. Và những bữa ăn này chủ yếu bao gồm ngũ cốc nguyên cám này, ví dụ như là gạo lứt chẳng hạn. Đó, rồi rất là nhiều rau xanh. Và ngoài ra thì bạn ấy cũng không quên uống những cái loại thực phẩm chức năng, vitamin. Đó. Never forget to take my 3 daily vitamin supplements. Alright, now let's move on to the next part. Tiếp theo bạn ấy nói như sau. I initially started this diet because my immune system was weak and I weighed a lot more than something now. It seems like I was always catching colds, so I decided to do something about it. Đó, thì trong phần này bạn ấy đã nêu ra lý do vì sao mà bạn ấy đã ăn uống như bây giờ, đúng không nào? Lý do bởi vì trước đây thì cái hệ miễn dịch của bạn ấy rất là yếu. Đó, immune system was weak. Và đã nặng cân hơn rất là nhiều so với bây giờ. Đó, vậy thì đáp án cho câu thứ tư là gì mọi người nhỉ? Exactly, I weighed a lot more than I do now. Okay? It seems like I was always catching colds, so I decided to do something about it. I did some research on healthier diets and made up my mind to try one myself. It's been about a year now and I've never felt better. Rồi, đó mà bạn ấy đã tiếp tục giải thích đó chính là trước đây, trước khi mà bạn ấy bắt đầu cái chế độ ăn này thì bạn ấy từng có rất là nhiều những cái loại bệnh như là cảm này, catching colds này. Đó, và sau đấy thì bạn ấy đã nghiên cứu kỹ về những cái chế độ ăn lành mạnh. Đó, did some research on healthier diets và đã quyết định thử. Đó, và đã được 1 năm rồi từ khi mà bạn ấy bắt đầu cái chế độ ăn này và bạn ấy đã cảm thấy rất là tốt. Đó, I've never felt better. Alright, now let's move on to the last part, okay? I've seen a lot of benefits from my new diet, not only something, but I also haven't had a cold since starting it. I've also reduced my expenses. I used to spend too much money on snacks and fast food, but now I save it instead. Đó. Và một số những cái lợi ích khác từ cái chế độ ăn này của bạn ấy như sau. Bạn ấy không chỉ giảm cân này. Đó, vậy thì number 5 sẽ là gì mọi người nhỉ? Exactly, not only have I lost weight. Đó, mọi người nhớ đảo lại nhá. Not only have I lost weight. Tôi không chỉ giảm cân này mà còn như thế nào? But I also haven't had a cold since starting it. Và cái việc là bạn ấy bị cảm đã không còn xảy ra nữa. Đó, bạn ấy đã không bị cảm từ khi mà bắt đầu cái chế độ ăn này. I've also reduced my expenses. Nghĩa là bạn ấy còn giảm được cái số tiền mà tiêu vào những cái đồ ăn hay là fast food này. Và thay vào đấy thì bạn ấy đã tiết kiệm nó. Đó, now I save it. Rồi đó, vậy thì đây là một bài nói hay là một sample answer hoàn chỉnh cho những đề bài liên quan đến thói quen sức khỏe nào đấy, hay là một việc gì đấy mà bạn đã làm mà tốt cho sức khỏe chẳng hạn. Đó, lấy ví dụ như đề bài này, describe something you do for your health, thì hoàn toàn mọi người có thể ứng dụng cái bài nói vừa rồi trong đề như thế này nhá. Và tất nhiên là chúng ta cần phải customize lại sao cho nó đúng với những cái trải nghiệm cá nhân của bản thân. Vì hãy lưu ý là nếu như mà chúng ta cứ học vẹt những bài mẫu trên mạng thì chắc chắn là khi mà đi thi chúng ta sẽ rất là bị động mọi người nhá. Luôn luôn phải customize đến những cái trải nghiệm của bản thân mới có thể nói được một bài nói tốt. Alright, đó, vậy thì mọi người có thể thấy là đối với đề bài này sẽ có 3 câu hỏi gợi ý. What this thing is, đấy là thói quen gì này. Why you started doing it, lý do vì sao bắt đầu này. Và what benefits it has, đó, những cái lợi ích mà nó đem lại là gì, như là bài nói mẫu vừa rồi. Ok, và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là hãy thu âm một cái bài nói hoàn chỉnh cho đề bài này mọi người nhé. Record your own answer. Sử dụng cái chiến lược đó chính là ISO,
introduction, story và opinion, cũng như là những cái từ vựng mà cấu trúc mà chúng ta đã học ngày hôm nay liên quan đến food and health nha. Alright, and that's it for today's video. Thank you for watching and see you guys next time. Bye! IELTS Fighter! Vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS!